Hôm nay mình thử một con loa chơi Tết vô cùng đặc biệt đấy. Và với những người vô cùng đặc biệt đấy. Đặc biệt là chỗ ngoài cái tính năng pha trò ra, bấm Bluetooth thế này, điều khiển này, giọng ca để đời. Đây, mời giọng ca để đời hát bài đấy. Lên nhạc. Con người đặc biệt, hát đặc biệt. Bây giờ là các bác đặc biệt có lỗ cho em một đơn hay không thì bình luận xuống bên dưới các bác nhé. Chào các bác.